Julie xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada và mời quý vị cùng theo dõi những tin tức được cập nhật trong ngày hôm nay và đó là câu chuyện xoay quanh vấn đề mà Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất và lãi suất cũng như là thế chấp cao hơn thì chúng sẽ giúp gì cũng như là cản trở gì là câu hỏi làm trong một bài viết đã được đặt ra trong ngày hôm nay và với việc mà ngân hàng Canada đã tăng lãi suất chính sách đến năm 2023 thì các chuyên gia kỳ vọng khoảng cách giữa lãi suất thế chấp cố định và thay đổi sẽ có thể thu hẹp lại. Và nếu như quý vị đang tham gia vào thị trường cho vay thế chấp thì dưới đây là một số lời khuyên về những điều cần cân nhắc khi mà quyết định chọn loại hình nào, tức là vay cố định hay là vay mà có cái lãi suất thay đổi. Các khoản thế chấp có lãi suất thay đổi thì có lãi suất có thể dao động so với lãi suất qua đêm của Ngân hàng Trung ương Canada và các khoản thế chấp có lãi suất cố định được định giá dựa trên lợi tức trái phiếu cho thấy người đi vay phải trả cùng một mức lãi suất trong suốt thời hạn của khoản vay của mình. Nhà kinh tế cấp cao là Robert Hogan của Royal Bank Canada đã nói với báo chí trong một cuộc phỏng vấn rằng chỉ một năm rưỡi hoặc là hai năm trước thì cả tỷ lệ biến đổi cũng như cố định trong 5 năm, năm đều như nhau. Nhưng mà sau đó thì khoảng cách đã mở rộng đáng kể và giờ thì nó đang thu hẹp lại. Mark Oslin, giám đốc kinh nghiệm di động tại Meridian Credit Union đã cho biết những người mà có khoản thế chấp lãi suất thay đổi sẽ thấy khoản thanh toán lãi suất hàng tháng của mình tăng lên ngay sau khi mà ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất và kể từ ngày 31 tháng 5 thì lãi suất của Meridian Credit Union cho một năm thế chấp thay đổi theo năm là 2,6%. Osland cho biết việc tăng 0,5% đối với khoản thế chấp 600.000 đô la sẽ khiến tiền trả lãi hàng tháng tăng khoảng 170 đô la. Trong khi Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất qua đêm thêm 0,5% vào giữa tháng 4 và mới đây thì cũng thêm 0,5% nữa lên 1,5% nhằm mục đích là hạ nhiệt lạm phát với mức tăng lớn nhất trong 20 năm qua. Và theo thống kê Canada thì tỷ lệ lạm phát của Canada đã đạt 6,8% so với tháng trước, mức cao nhất trong 30 năm. Ngân hàng Trung ương Canada cho biết là mục tiêu lạm phát của họ là có thể giữ lạm phát từ 1 đến 3%, nhưng mà nếu như tình hình này không thay đổi thì họ có thể sẽ có một lần tăng lãi suất nữa diễn ra vào ngày 17 khoảng tầm 13 đến 17 tháng 7 tới thưa quý vị. Khi khoảng cách giữa tỷ lệ thế chấp cố định và thay đổi thu hẹp thì các chuyên gia do dự khi đề xuất tỷ lệ này thay vì tỷ lệ khác và lãi suất thế chấp thay đổi thấp hơn lãi suất thế chấp cố định tại thời điểm hiện tại và kể từ ngày 31 tháng 5 thì lãi suất cho các khoản thế chấp thay đổi trong 5 năm giữa các ngân hàng lớn của Canada nói chung sẽ dao động từ khoảng là 2,5 đến 3%, trong khi các khoản thế chấp mà có lãi suất cố định thì được bảo đảm trong 5 năm có lãi suất từ 4,5 cho đến 5%. Ông Austin cho biết là các khoản thế chấp lãi suất thay đổi trong quá khứ cũng mang lại cho chủ nhà chi phí thế chấp rẻ hơn trong suốt nhiều năm và chủ yếu là do chúng vốn có nhiều rủi ro hơn đối với những người mà đi vay Dữ liệu cho thấy về lâu dài thì tỷ lệ biến đổi đã tạo ra tỷ lệ thấp nhất trong một khoảng thời gian dài và sẽ có những đợt tăng đang gọi là đỉnh điểm hoặc là những cái lần mà lãi suất thấp nhất và hiện thì chúng ta đang ở gọi là ở trên cái đỉnh nhưng mà trong 30 năm qua và cũng như trong thời gian tới thì chúng ta cũng không biết được rằng liệu lãi suất thay đổi sẽ mang đến điều gì cho những người đi vay Tuy nhiên thì Lee là phó giáo sư tại trường kinh doanh Sprock của Đại học Carleton, hy vọng rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tiếp tục tăng lãi suất chính sách của mình lên hơn 3% vào cuối năm 2023. Do đó ông nói rằng nó có thể đáng giá xem xét một khoản thế chấp có lãi suất cố định vì chủ sở hữu được miễn nhiễm với bất kỳ một đợt tăng lãi suất nào cho đến khi mà các khoản thế chấp của họ được gia hạn. Như vậy thì trong khi các chuyên gia cho rằng là quý vị chọn cái lãi suất cố định sẽ có thuận lợi hơn trong tương lai thì hiện nay những người đang đi mua nhà cái tâm lý chung thì họ vẫn lựa chọn lãi suất thay đổi thôi quý vị. Nếu ai đó nghĩ rằng tỷ giá đang tăng thì đó là manh mối để cho chúng ta tin rằng tin vào lãi suất cố định. Vì vậy, sau đó và bạn có thể không cần phải lo lắng về những đợt tăng giá tiếp theo. Cuối cùng thì ông hagen ông lee cũng như là oslin đều nói rằng quyết định chọn một loại lãi suất này hay là loại suất kia là do sự quyết định của cá nhân nhưng mà những người muốn có cảm giác thoải mái hơn khi biết khoản thanh toán thế chấp cả gốc và lãi của họ sẽ bao nhiêu mỗi tháng sẽ được nên khuyên là đi lãi suất cố định và ông lee nói rằng thế chấp lãi suất cố định cũng có thể cung cấp sự chắc chắn về các khoản thanh toán hàng tháng, trong khi những người mà sẵn sàng chấp nhận một số cái rủi ro hơn và um, có thể thực hiện được thanh toán lãi suất tức là có thể thích ứng được với sự thay đổi thì cũng có thể lựa chọn cho cái lãi suất không cố định. Ông nói rằng nếu bạn thích đánh bạc và đầu cơ thì hãy luôn chọn lãi suất thay đổi và nếu bạn là người thận trọng hơn về mặt tài chính và không muốn bị ảnh hưởng thì tất nhiên hãy chọn lãi suất cố định. Vậy thì tác động đến thị trường nhà ở của Canada như thế nào với một số đợt tăng lãi suất mà đã diễn ra từ Ngân hàng Trung ương Canada trong thời gian qua thì ông Hogan cho biết ông thừa nhận rằng một số người đi vay có thể lo lắng về việc liệu họ có thể đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán của mình hay là không và điều này có thể đặc biệt khó khăn trong bối cảnh mà lạm phát hiện nay đang rất cao với chi phí hàng tạp hóa, khí đốt cũng như là các mặt hàng khác cũng đang tăng lên. Điều này không tốt cho những chủ sở hữu mà thế chấp cá nhân. Tất cả những gì điều này làm là tăng một phần lãi suất của khoản thanh toán thế chấp của họ để họ không phải trả nợ gốc và đó là một bất lợi. Tuy nhiên thì ông Hawking nói rằng tất nhiên chúng ta không hy vọng sẽ thấy hầu hết người Canada bị vỡ nợ khi mà thanh toán thế chấp lãi suất tăng lên. Một phần lý do cho điều này là những cái bài kiểm tra về gọi là stress test cho những người mà đi mua nhà ở Canada phải vượt qua trước khi mà đi vay thì đa phần họ đều có thể đáp ứng được nếu mà cái tình hình kinh tế thay đổi và họ đủ điều kiện để mà có thể cho vay một khoản thế chấp à, chính vì vậy mà ông cũng hy vọng là người Canada có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này và đây là lúc mà bài kiểm tra khi mua nhà gọi là stress test với mức độ căng thẳng trở nên thực sự hữu ích. Với bất kỳ ai mà đang có ý định chuẩn bị vay và mua một ngôi nhà để chúng ta có một cái kế hoạch cụ thể hơn trong tương lai lãi suất tăng cũng được cho là sẽ tiếp tục hạ nhiệt thị trường nhà ở đang nóng lên ở canada suốt một thời gian dài và hoạt động trong thị trường có dấu hiệu chậm lại trong những tháng vừa qua như tất cả chúng ta đã thấy và với số lượng nhà bán được ít hơn so với tháng trước giá trung bình của một ngôi nhà ở canada hầu hết các tỉnh bang cũng đã có sự giảm sút và các mức giá này không được điều chỉnh theo mùa và đại diện cho tổng thể tất cả các loại hình bất động sản ở canada nhưng mà hầu hết chúng ta đều thấy có một sự chậm lại khi lãi suất tăng, kỳ vọng là giá nhà sẽ giảm trên khắp Canada trong những tháng tới và chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ hạ nhiệt nhu cầu nhà ở sau khi mà cực kỳ nóng vào mùa hè năm 2020, điều đó sẽ giúp tái cân bằng lại thị trường và dẫn đến một đợt giảm giá. Giá nhà giảm đã dẫn đến nhiều trường hợp người mua hối hận trên thị trường hiện nay. Và với một số người mà mua nhà bày tỏ lo ngại rằng họ có thể đã phải trả quá nhiều cho một bất động sản vào trong cái thời gian vừa rồi. Và cuối cùng thì ông Osland nói nó sẽ dẫn đến giá nhà phản ánh nhiều hơn về giá trị thực của một bất động sản mà bạn đã mua thì điều này thật là đáng buồn. Giả sử như bạn đã đến cửa hàng và đã có một mặt hàng ở trên kệ và 10 người trong số bạn muốn có nó và bạn cũng đã bị cuốn vào cái vòng xoáy như vậy. Việc mà hạ nhiệt thì phản ánh giá trị thực của một ngôi nhà chứ không phải là giá trị tăng cao dựa trên các yếu tố về kinh tế bên ngoài. Ông Lee thì nói rằng giá nhà giảm cuối cùng sẽ là một điều tốt và dành cơ hội nhiều hơn đặc biệt là cho những người trẻ và những người nhập cư. À, đã bị loại bỏ trong một cái thời gian dài ở thị trường Canada thì giờ đây họ lại có thêm cơ hội mới. Và nếu chúng ta muốn làm cho nhà ở có giá cả phải chăng cho những nhóm người này thì chúng ta cần phải chấp nhận rằng thị trường cần phải giảm bớt và đảo ngược lại một số sự gia tăng khủng khiếp đã xảy ra trước đây. Và tôi không thấy giải pháp nào khác khác hơn dành cho thị trường nhà ốc ở Canada bằng cách là tăng lãi suất để chuẩn bị cho một sự tăng lãi suất trong tương lai thì ông Hawkins khuyên người Canada nên cập nhật thông tin về hoạt động thị trường và nói chuyện với các chuyên gia thế chấp để được hướng dẫn. Ông cũng khuyên là tất cả quý vị nên thận trọng trong việc chi tiêu, giảm các khoản chi tiêu tùy ý nếu cần để có thể theo kịp các khoản thanh toán hàng tháng và hãy hết sức lưu ý từ góc độ ngân sách rằng bạn có thể phải đối mặt với lãi suất cao trong thời gian tới để có thể chuẩn bị tốt cho tài chính của mình ông oslin cũng khuyến nghị người, người canada nên cân nhắc thêm các điều kiện vào À, đề nghị của mình chẳng hạn như là phải kiểm tra nhà kỹ lưỡng. Khi mà trước đây vào thời kỳ đại dịch đó thưa quý vị thì những người mà bán nhà họ có quyền yêu cầu những người mua nhà không được làm những cái test nhà. Nhưng mà hiện nay thì cái tình hình nó đã thay đổi và với việc mà những ngôi nhà có khả năng nhận được ít giá thầu, ít những cái offer hơn so với những tháng trước thì có thể người bán sẽ dễ dàng đồng ý hơn với các điều kiện cũng như là những cái trả giá của quý vị. Ông Oslin cho biết cũng nên xem xét khả năng chuyển đổi các khoản thế chấp có lãi suất thay đổi hiện tại sang các khoản cố định. Với nhiều người cho vay có thể thay đổi thì bạn có thể chuyển đổi những cái lãi suất của mình sang cố định để có thể bảo đảm hơn cho tương lai. Ông Hogan cho biết ông dự báo một đợt tăng lãi suất nữa là 50 điểm cơ bản vào khoảng tháng 7 và tiếp theo là hai lần tăng thêm 25 điểm cơ bản trước khi mà kết thúc năm 2022. Như vậy thì tương lai năm 2022 sẽ khép lại với một lãi suất ngân hàng chắc chắn là cao. Tại thời điểm đó thì ông cho biết ngân hàng có khả năng sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất để có thể đánh giá tình hình cũng như là xác định được tác động của những gia tăng, đặc biệt là tình hình lạm phát ở Canada xem có được thuyên giảm hay không và chúng ta À, có lẽ là phải chờ chờ cho đến tháng 7 cũng như là đến cuối năm 2022 thì mới có thể biết được uh, như thế nào thưa quý vị. Và lại một câu chuyện khác nữa được rất nhiều người quan tâm về việc giá xăng và giá xăng ở Metro Vancouver đạt kỷ lục khác vào cuối tuần khi mà các tài xế ở Metro Vancouver, những người đi đổ xăng vào cuối tuần vừa qua đã gặp phải mức giá kỷ lục mới tại các trạm xăng. Trong bản tin vừa rồi thì chúng tôi cũng đã cập nhật tình hình về giá xăng ở nhiều thành phố cũng như là nhiều tỉnh bang từ Ontario đến Quebec và đến British Columbia và đa phần mức giá ở đây đều cao ngất ngưỡng thưa quý vị. Theo bản đồ nhiệt từ gasbuddy.com thì giá trung bình ở Vancouver, Crater Vancouver hiện nay là 231,90 cent cho một lít là mức cao nhất trong cả nước, cả Canada vào hôm thứ hai ngày hôm nay và giá đang tiếp tục tăng phản ánh nhu cầu cũng sẽ tiếp tục tăng vào mùa hè và quay trở lại với ông Demarty thì ông cũng nói nhu cầu về nhiên liệu tiếp tục tăng mạnh và ông không có tìm thấy một cái giải pháp nào có thể thuyên giảm được nhu cầu cũng như là giá xăng uh, giảm vào mùa hè và những lý do mà cho đến nay uh, các nhà chức trách đưa ra trong cái việc xăng tăng giá vẫn là cuộc chiến tranh giữa nga và ukraine dẫn tới sự thiếu hụt về năng lượng thôi quý vị chuyển sang một số tin tức ở trên thế giới khi mà ngày hôm nay thì ông elon musk tỷ phú cũng là ceo của tesla và spacex đã đe dọa từ bỏ thỏa thuận của twitter và ông đang đe dọa từ bỏ cái gói thầu tới 44 tỷ đô la Mỹ của mình để mua Twitter, cáo buộc công ty đã từ chối cung cấp cho mình thông tin về những cái bot spam cũng như là tài khoản giả mạo. Các luật sư của Tesla và giám đốc điều hành của SpaceX đã đưa ra lời đe dọa trong một bức thư gửi đến Twitter vào thứ hai trong sáng ngày hôm nay và Twitter cũng đã tiết lộ điều đó trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Bức thư cho biết ông Musk đã liên tục yêu cầu cung cấp thông tin kể từ ngày 9 tháng 5, khoảng một tháng sau khi mà ông đề nghị mua lại công ty. Vì vậy, ông có thể đánh giá xem có bao nhiêu trong số 229 triệu tài khoản của công ty là giả mạo. Giám đốc điều hành của Twitter là Bara Agawa cũng đã nói rằng Twitter luôn ước tính rằng ít hơn 5% tài khoản của mình là giả mạo, nhưng mà ông Elon Musk đã bác bỏ điều đó và cho rằng 20% trở nên là không có thật. Cổ phiếu của Twitter thì đã giảm một cách gọi là bất ngờ dưới 3% vào thứ hai và có khả năng khiến cho các cổ đông của Twitter, những người đã đệ đơn lên kiện Elon Musk vào cuối tháng trước vì đã làm giảm giá cổ phiếu một cách nhanh chóng. Cổ phiếu của Twitter đã giảm 23% so với tháng trước và Twitter cho biết uh, đã và sẽ tiếp tục hợp tác chia sẻ thông tin với ông Musk để có thể hoàn tất giao dịch theo các điều kiện mà đã được thỏa thuận sắp nhập và chúng tôi dự định kết thúc giao dịch cũng như là thực thi các thỏa thuận sắp nhập ở mức giá và các điều khoản đã được thỏa thuận đó ông Elon Musk đã đồng ý mua Twitter với giá là 54,20 đô la cho một cổ phiếu vào tháng 4 và một số hành động của Elon Musk kể từ đó bao gồm cả cuộc tranh cãi công khai với CEO Twitter về các khoản về các tài khoản giả mạo trên Twitter đã khiến cho một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu tỷ phú Mỹ có muốn thực hiện thỏa thuận hay ít nhất là hạ thấp lời đề nghị của mình. Các luật sư của Elements cho biết trong thư rằng Twitter chỉ đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về các phương pháp thử nghiệm của công ty, nhưng mà họ cho rằng điều đó tương đương với việc từ chối yêu cầu dữ liệu mà ông Elements đã yêu cầu và tạo thành một sự vi phạm nghiêm trọng đối với thỏa thuận sáp nhập cho phép Elements có thể hủy bỏ thỏa thuận của ông nếu ông muốn. Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng rõ ràng đối với các nghị vụ của Twitter theo thỏa thuận sáp nhập và ông Musk bảo lưu mọi quyền dẫn đến từ đó bao gồm quyền không hoàn thành giao dịch và quyền chấm dứt thỏa thuận sáp nhập. Và thực sự thưa quý vị cái tin Elon Musk uh, trong thời gian gần đây cũng gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều khác với những hình ảnh mà được nhiều người hâm mộ trước đây và chúng ta hãy chờ xem hành động tiếp theo của ông là gì trong thương vụ với Twitter. <laughs> Một tin tức liên quan đến ông Putin đã ký sắc lệnh bồi thường cho binh sĩ tử trận ở Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã thông báo gia đình quân nhân Nga tử trận ở Ukraine và Syria sẽ nhận được 5 triệu ruby, tương đương với 81.500 đô la và các gia đình cũng như là quân nhân, lính vệ binh quốc gia hoặc là cảnh sát đặc nhiệm, những người đã thiệt mạng khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Cộng hòa Nhân dân Lukas và ở Ukraine cũng như là làm nhiệm vụ ở Syria sẽ được bồi thường khoản tiền là 5 triệu ruby, xác lệnh được Tổng thống Nga Putin phê duyệt và được công bố trong ngày hôm nay. Khoản bồi thường cũng được áp dụng cho những quân nhân qua đời trong vòng một năm sau khi mà dạy ngũ do thương tật hoặc là bị bệnh tật trong quá trình làm nhiệm vụ trước đó. Nga đã mở chiến dịch quân sự gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 nhằm phi quân sự cũng như là phi phát xít hóa ở Ukraine. Sau hơn 100 ngày giao tranh, thì chiến sự chuyển sang thế giằng co tại vùng Donbass miền đông của Ukraine khi lực lượng Nga và phe ly khai tìm cách kiểm soát thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk. Lực lượng Nga đang đẩy mạnh đà tiến lên phía bắc sông Siversky Donetsk và được cho là sắp tiến công vào thành phố Sloviansk, tỉnh Donetsk và Sloviansk có vị trí chiến lược tại miền đông Ukraine, từng là tâm điểm giao tranh giữa quân chính phủ và phe ly khai khi mà xung đột bùng phát năm 2014. Nga không cập nhật số liệu thương vong của binh sĩ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine kể từ ngày 25 tháng 3, thời điểm mà Moscow đã nói rằng có 1.351 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương sau một tháng chiến sự. Giới chức Ukraine cho rằng hơn 30.000 lính Nga đã thiệt mạng và Bộ Quốc phòng Anh ngày 6 tháng 6 thì cho biết Nga dường như là chịu tổn thất đáng kể về sĩ quan cấp trung và cấp thấp ở Ukraine. Ước tính là Moscow đã mất đi 15.000 binh sĩ thưa quý vị. Nhưng mà báo chí trong ngày hôm nay thì cập nhật và đưa tin về tình hình ở Ukraine khi mà Tổng thống Ukraine nói rằng có vẻ như là không mấy khả quan ở miền đông của Ukraine cảm ơn quý vị đã theo dõi những tin tức được cập nhật nhanh trong buổi tối ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại youtube channel tin người việt canada